Theo dữ liệu từ các ứng dụng theo dõi vé lớn của Trung Quốc Delta và Maoyan, doanh thu phòng vé đã đạt tổng cộng 23,44 tỷ nhân dân tệ, 3,2 tỷ đô la Mỹ, từ tháng 6 đến tháng 9, con số cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn đó. Doanh thu bán vé trong mùa cao điểm truyền thống từ tháng 6 đến tháng 8 đã tăng vọt lên mức kỷ lục 20,6 tỷ nhân dân tệ, 2,8 tỷ đô la Mỹ, phá vỡ mức cao nhất của mùa hè trước đó vào năm 2019 là 17,8 tỷ nhân dân tệ, 2,4 tỷ đô la Mỹ. Trong 4 tháng qua, hơn 570 triệu người đã đổ xô đến rạp chiếu phim và hầu hết trong số đó là phụ nữ. Đối với 5 bộ phim hàng đầu, 61% người xem là phụ nữ và hơn một nửa trong độ tuổi từ 20 đến 29. Trong khi các bộ phim Hollywood như Barbie và Oppenheimer đang thống trị thị trường phòng vé toàn cầu, các bộ phim nội địa Trung Quốc như Normal Best, Lost in the Star và Creation of the God E, Kingdom of Storm đã trở thành những bộ phim ăn khách nhất tại Trung Quốc. Thị trường Trung Quốc đang trở thành đối thủ đáng gờm đối với Hollywood. Perry Peng, một trợ lý trưng bày 23 tuổi tại Thượng Hải, là một người yêu điện ảnh và cho biết cô đã ngạc nhiên trước chất lượng của phim Trung Quốc trong mùa hè vừa qua. Cô nói rằng đã lâu lắm rồi cô không xem được những bộ phim nội địa Trung Quốc tốt như vậy. Cô yêu thích cả các bộ phim Mỹ và châu Âu nhưng cô cũng rất hâm mộ các bộ phim Trung Quốc như Creation of the God E, Kingdom of Storm, một bộ phim võ thuật giả tưởng dựa trên tiểu thuyết Trung Quốc thế kỷ 16.